Chào mọi người, thì hôm nay tóc mình nó hơi đục vì mình vừa mới ngủ dậy. Thế nên là mong mong mọi người xem video thông cảm với mình. Lần trước mình có làm một clip, đó chính là review đôi Ultra Boost của mình và được khá là nhiều người ủng hộ. Và video đấy cũng có khá là nhiều người comment ở dưới là bạn mua đôi này với giá bao nhiêu. Thì mình có direct comment là mình mua đôi này là replica thường và nó ở tầm giá khoảng 1,2 triệu đến 1,5 triệu. Và cũng khá là nhiều người hỏi mình, đó chính là bạn có biết shop nào bán giày review uy tín không? Thì mình cũng trả lời luôn, đó chính là mình sẽ trả lời mọi người sau. Nope. Nhưng hôm nay mình đăng video này lên không có nghĩa là mình sẽ order cho mọi người được giày review. Mình chỉ có thể khẳng định với mọi người là mình sẽ order cho mọi người giày từ Superfake cho đến replica 1,1, nghĩa là rep 1,1. Và nếu mà ai mà kiểu am hiểu về giày thì mọi người sẽ biết rep 1,1 nghĩa là một hàng, có nghĩa là nó khá là giống với hàng chính hãng nhưng mà nó không phải là chính hãng. Nope. Và Superfake thì mình có chia ra thành hai Superfake, đó chính là Superfake thường và Superfake nâng cấp. Nói câu này nó hơi ngại nhưng thực sự thì đúng là nó có hai loại Superfake nhưng mà tùy từng giày thôi. Như kiểu dòng gì thì chúng ta sẽ có hai loại Superfake. Mình cũng không biết tại sao nhưng do nhà cung cấp nó cung cấp cho mình như thế. Thực sự thì mình có nhìn rồi và Superfake bản nâng cấp thì nó rất là đẹp. Nó đẹp hơn đôi Superfake thường rất là nhiều. Có thể mình gọi là Superfake thường tại vì Superfake cộng nó đắt hơn Superfake thường. Và nhìn bản Superfake cộng ý, thì thực sự nếu mà nhìn sơ qua thì khá là giống replica thường luôn. Rất là giống replica thường nhưng mà chất lượng thì có thể nó sẽ không thể bằng được replica thường vì nó chung tiền nào của đấy đúng không em? Và mình làm video này là để muốn gửi đến mọi người, đó chính là nếu mọi người mà muốn order giày thì mọi người có thể inbox cho mình Facebook cá nhân của mình là Khánh Nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến sâu hơn vào trang cá nhân của mình để chúng ta hiểu rõ hơn. Xin chào mọi người đã đến với world của mình. Và đây chính là trang cá nhân, có thể gọi là world của mình ở trên Facebook. Và đây chính là Facebook chính của mình nha mọi người. Và Facebook này hiện tại đang có 736 người theo dõi và mình đang để một cái video liếm liếm đấy, đang để một video liếm liếm của Samantha và ảnh bìa chính là một cái thằng ba cái thằng đang ngồi. Và đây chỉ là cách để anh em nhận diện để đỡ bị vào Facebook giả thôi. Và đây thì mình có lập một album riêng, mọi người chỉ cần khi vào mọi người ấn vào album ảnh và mọi người ấn vào chữ order giày sneaker này thì đây chính là trang mình order giày thôi. Còn bình thường thì mình sẽ, nếu có ảnh cập nhật thêm thì mình sẽ đăng trực tiếp lên Facebook của mình. Còn nếu mà phải đăng lại thì mình sẽ lại đăng ảnh ở bên ngoài để cho anh em thấy được hết hơn. Thì đây chính là những đôi mình order được. Hiện tại có GG này, MMD này, Balenciaga này, Tubula này, rồi Beluga này, rồi Van này, Chickabot này, Chickabot chứ, còn Equite này, Subzin rồi, Timberland rồi, Ultra Boost đây. Có một đôi này mình khá là hay, khá là thích. Đôi Ultra Boost kiểu người ta cúc thâm cho thêm, kiểu thêu thêm mấy cái bông hoa hồng ấy, thực sự nhìn rất là đẹp. Mà mình chưa có tiền. Mong mọi người ủng hộ mình để mình có thể xúc được em nó về. Đây có một đôi Equite, MND khá là đẹp. Đó chính là đôi MND Dead. Thì đôi này mình cũng có thể order được nha. Thế nên là mọi người cứ yên tâm. Có một đôi khá là hiếm, có thể là rất là ít người đi đôi này. Hoặc là một số người xem video mình sẽ không biết đôi này. Đó là đôi GG 750 của Ken Dewey à. Tự nhiên mà mình không nhớ rõ nha. Mình chắc đây là nó sẽ là đôi GG 750. Và đây là đôi Rick Owen này. Đôi này cũng là Rick Owen này, có hai bản Rick Owen. Còn khá là nhiều ảnh nữa mình chưa đăng. Human Ray này, đây chính là Ultra Boost này anh em. Đây là ảnh thật từ shop nha anh em. Đây là ảnh thật nha anh em cứ yên tâm. Mình sẽ order cho anh em và nếu anh em muốn hỏi thì mình sẽ trả lời hết sức tận tình. Mình không dám chắc là mình am hiểu biết và am hiểu nhiều hơn mọi người nhưng mà mình có thể giúp được mọi người phần nào là mình sẽ giúp. Ví dụ như kiểu hỏi giá tiền thì mọi người cứ hỏi, không cần phải ngại, mình sẽ trả lời tất cả và mình sẽ phải mua ấy. Nói chung là mình sẽ trả lời tất cả mọi người. Đôi này đôi Van Field God này, đôi Van Flan gì đấy, nói chung Van lửa. Đây là đôi này nó gọi là cái đôi Nike gì nhỉ, mình không nhớ tên nhưng mà nói chung là collab với cả Supreme. Còn đây chính là đôi gì mới ra luôn nhá. Đôi này mới ra luôn. Đôi này là Zebra ra Fit 2 à. Nói chung mình không nhớ tên lắm. Thì nói chung là mình nhớ đôi này mới ra. Đây cũng là một đôi nhưng mình cũng không nhớ, chỉ nhớ Jordan 4 thôi. Jordan 4 đó. Nói chung là hiện tại thì mình đang đăng tầm khoảng 43 cái ảnh lên. Còn nếu anh em muốn order thêm các loại giày gì thì anh em có thể inbox trực tiếp cho mình. Anh em inbox trực tiếp cho mình sẽ rep tất cả các inbox của anh em luôn. Và mình sẽ để link Facebook của mình ở dưới comment để anh em nào mà thích thì anh em có thể inbox cho mình và mình sẽ order cho anh em nha.
Đây mình có ghi rõ rồi và mình order các loại giày tương tự như trên. Hàng order là Superfact Rep và Rep 11 nghe. Giá cả tư vấn cho mọi người hết khả năng. Đó thì đó là tất cả những gì mình định nói lên ở trong cái video này. Và mong mọi người sẽ ủng hộ mình để mình có được một cái Tết ấm cúng bên gia đình. Thì mình còn khá là nhiều thứ mình muốn mua, thế nên là mình phải nhận giày về để mình order để mình kiếm ít tiền và ăn Tết. Ok, cảm ơn mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Nếu mình có được giày thì mình sẽ review cho mọi người xem. Bye bye.